Thì Vi gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Văn hóa Giáo dục trên băng tần 57.8 đài IBC. Ngày hôm nay Thủy Vi trở lại với quý vị cùng sự hiện diện của giáo sư Trần Ngọc Dũng. Thủy Vi gửi lời chào đến giáo sư. Kính chào cô Thủy Vi, kính chào quý vị khán giả của đài. Hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa và Giáo dục. Vâng. Ngày hôm nay trước khi bắt đầu chương trình của chúng ta, Thủy Vi xin phép được nhắc lại cùng quý vị đang theo dõi đài một lớp học về tiếng Anh, lớp ESL của Đại học Cộng đồng Coastline được giới thiệu vào ngày mùng 28 tháng 8, khóa học từ 28 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 12 tại Lê Chau Center ngay trên đường All American Way tại thành phố Westminster. Lớp học này hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị, và quý vị sẽ được dịp học về văn phạm, học về cách đọc tiếng Anh, cách viết văn, nghe và viết. Thưa tất cả những cái chi tiết đó, xin giáo sư nếu cần phải bổ túc thêm, xin giáo sư bổ túc thêm về cái lớp học này. Cảm ơn cô Thủy Vi, thưa quý vị khán giả. Tôi qua đây tôi dạy, tôi học tiếng Anh nhưng mà tôi lại xin dạy tiếng Việt, bởi vì tôi lại xin dành vài phút để nói về cái chương trình ESL. Thưa quý vị, chúng ta ở xứ Mỹ, giỏi tiếng Anh là một điều rất cần thiết để có một cuộc sống vững vàng. Và cái lớp ESL này là cái lớp mở đầu, như cô Thủy Vi vừa mới trình bày cùng quý vị. Cái này nó màu lục nhưng mà tại lên đài nó ra cái màu cam. Thì từ cấp nhỏ cho đến cấp cao, từ cấp trung rồi sơ cấp cho đến trung cấp rồi đến cấp cao hơn thì là đều có trong cái trường ở Lê Chau này. Nên quý vị vui lòng, nếu muốn rèn luyện tiếng Anh thì xin vui lòng ghé trường Coastline, một tuần cũng tới 2 đồng. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà điểm đặc biệt thưa quý vị là khóa học này còn lại cho chúng ta và cộng đồng chúng ta được một cái khóa học thêm về thi quốc tịch, phải không ạ? Dạ vâng. Hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Dạ được vâng. Học thi quốc tịch, được học viết văn, viết luận, viết, đọc, nói, văn phạm, tiếng Anh mà chỉ có $2 một tuần thì không còn gì bằng. Thưa xin mời quý vị gọi cho số 714-431-3601. 714-431-3601. Lớp học sẽ bắt đầu cuối tháng 8, bắt đầu từ ngày 28 thay. Xin mời quý vị cùng tất cả các bác, các chú, các cô và anh chị em ghi danh vào học lớp này. Và Thủy Vi hy vọng sẽ có dịp ghé thăm tất cả mọi người. Nếu mọi người ghi danh học lớp này, Thủy Vi sẽ đến và phỏng vấn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn. Và giây phút kế tiếp, Thủy Vi sẵn đây, trước khi bắt đầu chương trình, giáo sư Trần Ngọc Dũng, Thủy Vi trong tuần này rất là đặc biệt nghe một cái câu chuyện như thế này. Thưa quý vị, giáo sư cùng Thủy Vi đã từng bàn và đề cập đến tiếng Việt cũng giống như cái nghệ thuật phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt. Thủy Vi có một người bạn kể rằng có một cái cơ sở thương mại xin phép được giấu tên và không nói là dịch vụ gì, thưa giáo sư. Người ta đăng một cái bảng quảng cáo rằng dịch vụ đó 19 đồng cộng tiền thuế cộng xử lý. Thưa vâng, đi ngang qua một cái bảng như vậy mà các em hoặc những người mà lớn lên ở xứ Mỹ này trong cộng đồng của chúng ta, cái giá tiền là, thí dụ như mình cứ nói đại đẻ là 20 đi, 20 cộng tiền thuế là dễ hiểu rồi phải không ạ? Mà cộng tiền thuế mà cộng xử lý là sao? Tại vì theo những cái sự suy nghĩ thiện cận và thô sơ của các em, và các em đã nói rằng đâu có cần gì phải xử cái gì ở đây và lý lẽ gì ở đây, vì chúng ta trả tiền cộng thêm tiền thuế. Nhưng theo sự suy nghĩ của Thủy Vi, cái chữ xử lý này thì hình như nó là cái service fee, tức là cái tiền lệ phí dành cho cái dịch vụ mà cái cơ sở thương mại đó cho chúng ta. Thí dụ như cẩu xe, thí dụ như thay bánh xe, thí dụ như làm giấy tờ, thí dụ như thay dầu nhớt, thì nó là có một cái service fee, phải không thưa giáo sư? Dạ thưa, vậy thì cái 19 đồng mấy, 99 hay là 20 đồng đó là để làm gì? Để làm một cái gì đó, thí dụ như cho Thủy Vi nói đại là thí dụ như thay dầu đi, thay dầu nhớt đi, hoặc thay bánh xe đi. Vâng. Thay bánh xe là, hoặc là vá bánh xe 20 đô. Yeah. 20 đô cộng thuế là mình hiểu rồi, rõ yeah. ràng rồi. Yeah. Nhưng mà cộng thêm cái chữ cộng xử lý, thành ra Thủy Vi nghĩ là ở đây nó có một cái sự nghẹn ngào. Thưa vâng, ở trong cái lối dịch thuật
của cái người nào mà làm cái tấm bảng đó. Vì Thủy Vi thiết nghĩ thuế cộng service fee thì là chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà cái chữ service fee thay vì, thưa giáo sư, có phải dịch là lệ phí phục vụ, hoặc là mình trả cho người đó một cái tiền giống như là tiền bục boa, tiền hoa hồng để người ta phục vụ mình, chứ làm gì có cái chuyện xử lý ạ. Và nếu mà gọi là service fee thì có thể dịch là lệ phí dịch vụ. Dạ vâng, lệ phí dịch vụ. Còn, nhưng mà tôi cũng hiểu cái lệ phí dịch vụ nó cộng thêm cái số tiền 20, cái số 20 nó là cái gì tự nhiên nó để vào đó. Thì nếu mà có gì thì cộng hết vô cái số tiền 20 nó, dạ thay vâng. vì lệ phí dịch vụ đó là 3 đồng nữa là 23 đồng, dạ cộng, vâng. cộng dạ. thuế. Nhưng mà khổ nỗi là tại vì thưa quý vị, họ không có đề cái lệ phí dịch vụ, hoặc là không có đề tiền hoa hồng, dạ. họ lại đề là cộng xử lý. Cộng thì xử nếu lý. Mà đi ngang sai, qua thưa, là thưa, tự nhiên thưa cô thì vì vâng, hoàn toàn sai. Làm gì có chuyện mà cái số tiền rồi cộng dạ. thuế rồi cộng xử lý. Người Việt Nam ở trong nước bị cộng sản nó nhồi nhét và nó xử lý, có là giải quyết vấn đề, giải à, quyết vâng. trường hợp, giải quyết mọi gì dạ. để cho tôi, để cho ông nó xử lý, tức là ông nó giải quyết. Thế thì mình dùng chữ giải quyết, mình không dùng chữ xử lý. À, vâng. Đó. Thứ nhất, thứ hai nữa, cái chữ xử lý ở trong đó nó hoàn toàn sai, bởi vì cái số tiền là danh từ. Dạ. Rồi thuế là danh từ, yeah. cộng thêm với xử lý là động từ. Động từ, dạ vâng. Nếu mà văn phạm á, là nó hoàn toàn nó sai. Vâng, nó, dạ vâng. Thành ra, dạ vâng. xin quý vị vui lòng tránh những cái lối dịch ngớ ngẩn đó. Thưa dạ quý vâng. vị, vì tôi vâng. cũng thưa quý vị, tôi cũng biết chút về dịch thuật. Dạ vâng. Nên chúng ta tiếp tục nói về dịch thuật. Giáo sư Trần Ngọc Dụng rất là khiêm nhường. Giáo sư bảo rằng giáo sư chỉ biết một tí xíu. Thì ngay bây giờ Thủy Vi lại có một thêm một cái thí dụ cho giáo sư, là cái câu chuyện là một người nói rằng tôi đang hưởng tiền thất nghiệp, nhưng người ta lại không dịch là unemployment benefits, là tiền thất nghiệp. Nó rất là giản dị, phải yeah. không ạ? Mà cái người dịch đó lại dịch là khoản phúc lợi cá nhân unemployment. Tự nhiên đang khoản phúc lợi cá nhân là tiếng Việt, rồi tự nhiên lại trở ngược lại tiếng, nhét cái chữ unemployment vào, thay vì nếu mà đã nói thế thì thông dịch là khoản phúc lợi cá nhân thất nghiệp, thì nó nghe nó cũng còn đỡ hơn là khoản phúc lợi cá nhân unemployment. Thì đại đề nó chỉ là tiền thất nghiệp thôi, thưa quý vị. Unemployment benefits phải không? Xin hỏi thăm cô cái nguyên bản về tiếng Anh, tức là unemployment benefits à, mà dịch ra là, tức là khoản chỗ nào, phúc lợi cá nhân, chữ cá nhân nằm đâu trong đó. Thì bởi vậy rồi, thưa giáo sư, rồi benefits thì có thể là phúc lợi thì được, và sau cùng thì phúc lợi cá nhân unemployment. Thật là ngô nghe phải không ạ? Thật rất là ngô nghe, thưa quý vị, nó còn tệ hơn ESL nữa chứ không phải dạ, ESL. Dạ. Cho nên cần phải đi học lớp ESL để dạ. học thêm về văn phạm. Và cũng trong những cái câu chuyện đó thì Thủy Vi xin được trở lại về những cái vấn đề dịch thuật. Thì giáo sư Trần Ngọc Dụng vừa cho ra mắt một cuốn sách Cẩm nang dịch thuật, Translator's Manual. Thưa quý vị, đúng là như vậy. Dịch, phiên dịch, thông dịch là một nghệ thuật, không phải cứ sát nghĩa từng chữ một, hoặc là dùng những cái từ ngữ ngô nghê kịch cỡm từ bên Việt Nam mà sau 75, thành ra nó không có còn make sense nữa, nó không còn có ý nghĩa đậm đà sâu sắc nữa. Thưa giáo sư, trong cuốn sách Cẩm nang dịch thuật này, giống như Thủy Vi đã thưa cùng quý vị, đã có rất nhiều chương mục ở trong đây rất là hay. Nếu được thì quý vị xin tìm đến nhà sách Tự Lực. Thưa quý vị, nhà sách Tự Lực đã bắt đầu bán cái cuốn sách Cẩm nang dịch thuật này của giáo sư Trần Ngọc Dụng với cái giá tiền rất là tượng trưng, 20 đô. Và những quý vị nào ở xa coi chương trình và muốn đặt mua cuốn sách này của giáo sư, xin lên trang mạng của nhà sách Tự Lực, đó là www.tự lực.com, phải không thưa giáo sư? Dạ vâng ạ. Dạ, ngay giây phút này thì trong những cái chương này thì chúng ta chỉ còn có một phút trước khi chương trình tạm ngưng để được thông qua những chương trình bảo trợ. Thì xin giáo sư nói rất là nhanh, trong những cái chương mục này thì đã có bao nhiêu chương trong cuốn sách này, và chương nào là chương mà giáo sư thích nhất? Thì đây là cái đúc kết của mấy chục năm làm dịch thuật của tôi. Dạ. Và chúng tôi có gồm tất cả tức là 18 chương. Trong cái chương, trong 18 chương này, cái chương nói về Mỹ từ Pháp, mà bên Việt Nam kêu là biện pháp tu từ đó. Ừ. Thì là tôi đắc ý nhất. À,
Bởi vì trong đó tất cả những cái gì mà nói đến thế thái nhân tình, nói đến cái hay, nói đến cái đẹp của ngôn ngữ đều nằm ở trong đó. Thì đó là cái chương tôi ưng ý nhất. Cái chương mà tôi thích thứ nhì là cái chương mà là về cái vấn đề các cái phương pháp dịch thuật, làm sao mà mình dịch cho nó vừa mang tính chất nghệ thuật, vừa mang tính chất kỹ thuật. Nghệ thuật là làm sao để người ta đọc người ta không nghĩ rằng đây là bản dịch. Và kỹ thuật là chúng ta đọc cái bản dịch không sai với cái nguyên bản bao nhiêu hết. Như vậy tức là chẳng khác gì chúng ta mua một cái nhà, mua một cái lâu đài Westminster Abbey ở bên Anh Lê đó, đập ra hết. Chúng ta về Việt Nam chúng ta xây lại cái y như vậy mà theo cách của Việt Nam mà vẫn nhìn ra nó là một cái lâu đài. Cảm ơn giáo sư, và Thủy Vi cùng giáo sư Trần Ngọc Dũng sẽ trở lại sau những phần quảng cáo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời màn ảnh.